Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, phẩm Thăng Lên Cung Trời Dạ Ma thứ 19. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không để khỏi giới cội Bồ Đề mà thăng lên cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang Nghiêm vì chư thiên mà nói pháp thập hạnh. Chẳng những Phật đến cung trời Dạ Ma ở thế giới Ta Bà này mà còn đến các cung trời Dạ Ma trong mười phương hết thảy thế giới, do đó chẳng động nơi bồn tòa mà thăng khắp mọi nơi. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn, là một nhiều vô ngại, một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều viên dung vô ngại. Tức cũng là cảnh giới tùy thăng lên khắp cả mọi nơi mà vẫn ở tại một nơi. Trời Dạ Ma dịch là thời phân, tức là phân biệt thời giờ. Tầng trời này là tầng trời thứ ba của dục giới vì lìa khỏi núi Tu Di, cho nên gọi là không cư thiên, cõi trời ở trên không. Cõi trời này chẳng có ánh sáng mặt trời mặt trăng, dùng hoa sen nở làm ngày, hoa sen khép lại làm đêm. Chư thiên ở cõi này trên thân phóng ra ánh sáng, chiếu trời chiếu đất. Hơn nữa vì ánh sáng này thường tồn nên chẳng phân ngày đêm. Lại có giả thuyết nói cõi trời này dùng hoa sen đỏ nở ra làm ngày, dùng hoa sen trắng nở ra làm đêm. Tóm lại cõi trời này mãi mãi phóng quang minh. Phẩm này là phẩm thứ 19 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thăng lên cung trời Dạ Ma thứ 19. Bấy giờ nhờ oai thần lực của Như Lai nên mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi bốn thiên hạ Nam Diêm Phủ Đà và trên đỉnh núi Tu Di đều thấy Đức Như Lai ở trong chúng hội. Các Bồ Tát đó đều nhờ thần lực của Phật mà diễn nói pháp, chẳng ai mà không cho rằng mình luôn ở trước Đức Phật. Sau khi Phật nói xong phẩm minh pháp, lúc đó Phật dùng đại oai thần lực ở trong mười phương tất cả thế giới, hết thảy mỗi mỗi bốn thiên hạ, bốn đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Câu Lưu Châu. Bốn đại bộ châu này bao bọc núi Tu Di, một núi Tu Di, một bốn đại châu, gọi là một bốn thiên hạ. Tức là vô lượng núi Tu Di và vô lượng bốn đại bộ châu. Ở mỗi một tứ thiên hạ của cõi Diêm Phủ Đà, Nam Thiệm Bộ Châu và trên đỉnh núi Tu Di đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong chúng hội. Tóm lại, ở dưới cội Bồ Đề và trên đỉnh núi Tu Di đều có pháp hội rộng lớn. Ở trong chúng hội có ảnh hưởng chúng, các đại Bồ Tát, các vị đại Bồ Tát đó vì nương đại oai thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên đối với đại chúng pháp hội Hoa Nghiêm diễn nói diệu pháp, đối với mỗi vị Bồ Tát, mỗi chúng sinh, họ đều nói như vậy. Mình luôn luôn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trước mặt mình. Bấy giờ Đức Thế Tôn chẳng lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề và đỉnh núi Tu Di mà hướng về cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang Nghiêm. Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không lìa khỏi dưới tất cả cội Bồ Đề, cũng chẳng lìa khỏi tất cả đỉnh núi Tu Di, mà dùng sức thần thông thăng lên cung trời Dạ Ma điện Bảo Trang Nghiêm để vì thiên chúng nói diệu pháp diệu hạnh. Lúc đó thiên chủ trời Dạ Ma từ xa thấy Đức Phật đến, bèn dùng thần lực hóa làm tòa sư tử bảo Liên Hoa Tạng ở trong cung điện. Lúc đó thiên chủ trời Dạ Ma trông thấy Đức Phật từ xa đến, bèn lập tức dùng sức thần thông hóa làm pháp tòa sư tử bảo Liên Hoa Tạng ở trong điện Bảo Trang Nghiêm. Trăm vạn tầng cấp dùng làm trang nghiêm, trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng hoa, trăm vạn màn hương, trăm vạn màn bóng rằng che phía trên tòa sư tử. Tòa sư tử bảo Liên Hoa Tạng có trăm vạn tầng cấp bậc làm trang nghiêm, lại có lưới vàng răng bùa xen nhau ở phía trên tòa sư tử, lại có trăm vạn màn hoa, màn tràng hoa, màn hương, màn báu, vân vân, rằng che phủ ở phía trên tòa sư tử rất mỹ lệ trang nghiêm. Lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, lọng báu, mỗi thứ cũng trăm vạn, bảy bố là liệt chung quanh, trăm vạn quang minh chiếu sáng khắp nơi. Lại có trăm vạn lọng hoa, lọng tràng, lọng hương, lọng báu, vân vân, mỗi thứ đủ loại răng bảy la liệt ở trong hư không để trang nghiêm đạo tràng. Lại có trăm vạn quang minh chiếu sáng đạo tràng, cảnh giới này diệu không thể tả. Trăm vạn thiên chủ Dạ Ma cung kính đảnh lễ, trăm vạn phạm vương vui mừng hớn hở, trăm vạn bồ tát khen ngợi tán thán, trăm vạn nhạc trời diễn tấu, trăm vạn thứ pháp âm liên tục không ngừng, trăm vạn thứ mây hoa, trăm vạn thứ mây tràng, trăm vạn thứ mây đổ trang nghiêm, trăm vạn thứ mây y phục giang phủ khắp nơi, trăm vạn thứ mây mani ánh sáng chiếu soi. Lại có trăm vạn thiên vương Dạ Ma cung kính đảnh lễ Đức Phật. Lại có trăm vạn đại phạm thiên vương hớn hở đến tham gia pháp hội
vui mừng lắng nghe Phật nói diệu pháp thập hạnh, lại có trăm vạn vị đại Bồ Tát đến đạo tràng, làm ảnh hưởng chúng, khen ngợi Phật, tán thán Phật, ca tụng Phật, lại có trăm vạn nhạc trời, diễn tấu trăm vạn thứ pháp âm liên tục không ngừng, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, lại có trăm vạn thứ mây hoa, mây tràng, mây đủ trang nghiêm, mây y phục vân vân, ở trong hư không giăng bảy che phủ, lại có trăm vạn mây ma ni, ánh sáng chiếu soi khắp đạo tràng pháp hội hoa nghiêm. Từ trăm vạn thứ căn lành sinh ra, có trăm vạn chư Phật hộ trì, trăm vạn thứ phước đức tăng trưởng, trăm vạn thứ thầm tâm, trăm vạn thứ thệ nguyện nghiêm tịnh, trăm vạn thứ hạnh sinh ra, trăm vạn thứ pháp kiến lập, trăm vạn thứ thần thông biến hiện, luôn vang ra trăm vạn thứ lời tiếng hiện bày các pháp. Từ trăm vạn thứ căn lành sinh ra, có trăm vạn chư Phật đến hộ trì đạo tràng, lại có trăm vạn thứ phước đức tăng trưởng, lại có trăm vạn thứ thâm tâm hay khế lý, lại có trăm vạn thệ nguyện để trang nghiêm thanh tịnh cung trời dạ ma, lại có trăm vạn thứ hạnh môn sinh ra, lại có trăm vạn thứ pháp kiến lập, đó là trăm vạn thứ thần thông biến hiện ra cảnh giới, luôn luôn vang ra trăm vạn thứ lời tiếng hiện bày cảnh giới các pháp không thể nghĩ bàn. Lúc đó thiên vương dạ ma bố trí tòa rồi, bèn hướng về Đức Phật Thế Tôn cúi mình chắp tay, cung kính tôn trọng mà bạch Phật rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, lành thay đấng thiện thệ, lành thay Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, xin nguyện thương xót vào nơi cung điện này. Lúc đó thiên vương dạ ma bố trí an bày tòa sư tử bảo liên hoa tạng xong rồi, bèn đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cúi mình chắp tay biểu thị thân cung kính, cung kính tôn trọng là biểu thị ý cung kính, mà bạch Phật rằng đây là biểu thị miệng cung kính. Thiên chủ dạ ma dùng ba nghiệp cung kính mà nói với Phật rằng: Đức Thế Tôn, ngài đến thật là đúng thời, khéo đến khéo đi, thật là đúng lúc. Đức Thế Tôn, ngài đến cung trời dạ ma ứng chánh đẳng giác, còn xin cùng thỉnh Phật từ bi thương xót tất cả thiên chúng và tất cả chúng sinh ngự ở điện bảo trang nghiêm để nói pháp. Bấy giờ Đức Phật nhận lời thỉnh cầu, bèn thăng lên bảo điện, tất cả mười phương cũng là như thế. Sau khi thiên chủ dạ ma thỉnh pháp rồi, thì lúc đó Đức Phật nhận lời thỉnh pháp ân cần mà chấp nhận, bèn lập tức thăng lên ngồi trên tòa sư tử bảo liên hoa tạng. Ở trong hết thảy mười phương thế giới cũng đều như vậy, đều có thiên chủ dạ ma thỉnh pháp, cũng có Phật đang ở đó nói pháp. Cảnh giới này diệu không thể tả, chẳng phải một số phàm phu tục tử thấu hiểu được. Bấy giờ thiên vương dạ ma liền tự nhớ lại ở chỗ chư Phật quá khứ gieo trồng căn lành, bèn nương oai lực của Đức Phật mà nói kệ rằng: Lúc đó thiên vương dạ ma nhớ lại thuở xưa lúc ở chỗ chư Phật gieo trồng tất cả căn lành, nương đại oai thần lực của Đức Phật mà dùng kệ để biểu đạt nhân duyên trong quá khứ. Danh xưng Như Lai nghe mười phương trong sự cát tường vô thượng nhất, ngài từng vào điện ma ni này, thế nên nơi này cát tường nhất. Thiên vương dạ ma nói: Còn nhớ lại trong quá khứ đã từng có 10 vị Phật đại biểu vô lượng số đến điện bảo trang nghiêm này vì thiên chúng nói pháp. Có vị Phật hiệu là danh xưng Như Lai, danh hiệu của ngài trong 10 phương thế giới tất cả chúng sinh nếu nghe được thì sẽ tiêu tài sống lâu, đắc được cát tường vô thượng nhất. Vị Phật danh xưng đó là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài đã từng đến điện ma ni bảo này, do đó cho nên điện ma ni bảo trang nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Bảo vương Như Lai đền thế gian trong sự cát tường vô thượng nhất, ngài từng vào điện thanh tịnh này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là bảo vương Như Lai, ngài như đèn sáng của thế gian hay chiếu sáng phá tan sự ngu si đen tối của chúng sinh. Vị Phật bảo vương đó là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường, ngài đã từng vào điện thanh tịnh này, bởi thế cho nên điện thanh tịnh bảo trang nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Hỷ mục Như Lai thấy vô ngại trong sự cát tường vô thượng nhất, ngài từng vào điện trang nghiêm này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Hỷ mục Như Lai, ai thấy được ngài thì sẽ đắc được tất cả vui mừng vô ngại. Vị Phật Hỷ mục đó là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường, ngài cũng đã từng vào điện trang nghiêm này, cho nên điện bảo trang nghiêm là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Nhìn đằng Như Lai chiếu thế gian trong sự cát tường vô thượng nhất, ngài từng vào điện thù thắng này, thế nên nơi này cát tường nhất.
lại có vị Phật hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, trí huệ quang minh của Ngài chiếu khắp tất cả thế gian, hay khiến cho chúng sinh bỏ mê về với giác ngộ, quay lưng với trần lao, hợp với giác ngộ. Vị Phật Nhiên Đăng đó là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Thù Thắng này, do đó điện Thù Thắng Bảo Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Nhiều ích Như Lai lợi thế gian trong sự cát tường vô thượng nhất, Ngài từng vào điện vô cấu này, thế nên nơi này cát tường nhất, lại có vị Phật hiệu là Nhiều Ích Như Lai. Ngài hay lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, chứng được niết bàn. Vị Phật Nhiều Ích đó là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện vô cấu này, vì vậy cho nên điện vô cấu Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Thiện giác Như Lai chẳng có thầy trong sự cát tường vô thượng nhất. Ngài từng vào điện Bảo Hương này, thế nên chốn này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Thiện Giác Như Lai, Ngài khéo về giác ngộ, đó là không có thầy mà tự ngộ. Vị Phật Thiện Giác đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Nếu tất cả chúng sinh nghe được âm thanh danh hiệu của vị Phật đó thì cũng đắc được cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Bảo Hương này, cho nên điện Bảo Hương Trang Nghiêm là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Thắng Thiên Như Lai đèn trong đời, trong sự cát tường vô thượng nhất, Ngài từng vào điện Diệu Hương này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật danh hiệu là Thắng Thiên Như Lai, Ngài là đèn sáng của thế gian, ánh sáng của đèn báo hay chiếu phá tất cả đen tối, khiến cho chúng sinh đắc được ánh sáng trí huệ, thoát khỏi ba cõi, vĩ viễn được giải thoát. Vị Phật Thắng Thiên đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Diệu Hương này, vì vậy cho nên điệu Diệu Hương Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Vô khứ Như Lai hùng biện nhất, trong sự cát tường vô thượng nhất, Ngài từng vào điện Phổ Nhã này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Vô Khứ Như Lai, Ngài có biện tài vô ngại là đại anh hùng trong sự biện luận. Vị Phật Vô Khứ này, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Phổ Nhãn này, do đó cho nên điện Phổ Nhãn Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Vô Thắng Như Lai đủ các đức, trong sự cát tường vô thượng nhất, Ngài từng vào điện Thiện Nghiêm này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Vô Thắng Như Lai, Ngài đầy đủ tất cả đức hạnh. Vị Phật Vô Thắng đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Thiện Nghiêm này, vì vậy cho nên điện Thiện Nghiêm Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Khổ hạnh Như Lai lợi thế gian trong sự cát tường vô thượng nhất, Ngài từng vào điện Phổ Nghiêm này, thế nên nơi này cát tường nhất. Lại có vị Phật hiệu là Khổ Hạnh Như Lai, lúc thuở xưa Ngài truyền thụ khổ hạnh lợi ích tất cả chúng sinh thế gian. Vị Phật Khổ Hạnh đó, Ngài là bậc cát tường vô thượng nhất trong tất cả sự cát tường. Ngài cũng đã từng vào điện Phổ Nghiêm này, vì vậy cho nên điện Phổ Nghiêm Bảo Trang Nghiêm này là đạo tràng nói pháp cát tường nhất. Như trong thế giới này, Thiên Vương Dạ Ma nương thần lực của Phật nhớ lại công đức thuở xưa của chư Phật, tán thán khen ngợi. Mười phương thế giới, Thiên Vương Dạ Ma cũng đều khen ngợi công đức của Phật như vậy. Giống như trong thế giới Ta Bà này, Thiên Vương Dạ Ma nương đại oai thần lực gia bị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên nhớ lại công đức của tất cả chư Phật, cho nên tán thán chư Phật, khen ngợi chư Phật. Trong mười phương thế giới, hết thảy Thiên Vương Dạ Ma cũng là như vậy, tán thán khen ngợi công đức của chư Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn vào điện Mani Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng. Lúc đó Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vào điện Bảo Trang Nghiêm, ngồi kiết già trên tòa sư tử Bảo Liên Hoa Tạng, mà vì thiên chúng diễn nói diệu pháp thập hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Điện đó hốt nhiên rộng lớn vô cùng, như chỗ ở của các thiên chúng, mười phương thế giới cũng đều như thế. Điện Mani Trang Nghiêm đó hốt nhiên rộng lớn ra, diện tích rộng lớn vô cùng, có thể dung nạp hết thảy các thiên chúng Dạ Ma và tất cả chỗ ở. Điện Mani Trang Nghiêm trong cung trời Dạ Ma trong mười phương thế giới cũng đều như vậy.